nào là họ luôn luôn sẽ mong muốn được làm hơn như vậy nữa. Theo nghĩ là một người nghệ sĩ mà hài lòng hoàn toàn với những cái gì của mình rất là hiếm hoi. Đối với Theo thì Theo cảm thấy Theo hài lòng hôm nay với công sức của ekip, tất cả những người mà đã ngày đêm làm ra một cái gì đó mới lạ cho công chúng, và cũng như là những người mà đã thực sự là yêu mến Theo trong suốt thời gian qua. Đó là những cái mà Theo cảm thấy như là rất là đáng, và Theo cảm thấy hài lòng với những cái công sức đó. Thì tất nhiên là Theo sẽ mong muốn hơn như vậy nữa và hơn thế nữa trong tương lai. Nhưng mà hy vọng là Theo đã mang đến một cái gì đó đặc biệt và mới lạ và hay cho khán giả Việt Nam nói chung. Trước đây chúng tôi thấy Theo ở Đàm là một cái người đã đặc nhạc đặc trị, đúng không? Sau đó thì đặc trị rồi là nhạc thiếu nhi, bây giờ lại là một cái hình tượng đang là rất là đỉnh đỉnh trang. Vậy thì nói rằng là cái việc mà anh hướng tới xây dựng hình ảnh của mình trong thời gian sắp tới gần đây nữa là thực ra là từ trước đến giờ là Theo đã mong muốn được trở thành một ca sĩ quen thuộc với những gia đình Việt Nam, và trong đó bao gồm những cái thành phần như là ông bà già cho đến những người trẻ nhất. Và đó là những cái Theo nghĩ là thay vì Theo có một cái đối tượng khán giả là từ ví dụ như là 15 tuổi cho đến 30 tuổi, là Theo muốn bao gồm hết tất cả những người để họ có thể tìm thấy một cái gì đó có giá trị với họ ở hình ảnh của Theo đối với Việt Nam. Đó là thông qua những cái chuyến đi từ thiện này, những cái sản phẩm âm nhạc, những cái chương trình về văn hóa, về nghệ thuật. Và Theo cảm thấy như là khi Theo được chạm đến từng đối tượng tại Việt Nam, đó là một cái sự nói chung là một cái bài toán rất là khó. Nhưng mà bên cạnh đó thì Theo cảm thấy rất là hạnh phúc khi Theo đến đâu trên đất nước Việt Nam, người ta cũng kêu tên của Theo, một cái tên rất là khó gọi là Theo York, đúng không? Nhưng mà từ những người ở những cái làng quê, vùng sâu, vùng xa đều kêu gọi tên của Theo như vậy, thì đó là một cái, đối với Theo đó là một cái tình cảm mà Theo sẽ không bao giờ quên được. Đó là đúng là giống như là một cái sự duyên nợ mà Theo có với Việt Nam. Thể chia sẻ một chút xíu là MV tên là Yêu Lặng Lẽ, thật ra là đối với Theo, tình yêu là Theo đã trải qua vài cuộc tình trong đời, và có lẽ là với Theo thì Theo chưa tìm được cái người mà thật sự có duyên nào với mình. Nhưng mà cái tình yêu lớn nhất của Theo chính là công việc và nghệ thuật, và đó là một cái sự cống hiến mà Theo phải nói là Theo bỏ hết sức của Theo ra để Theo được trình diễn trên những cái sân khấu lớn của Việt Nam, và nó chiếm được rất là nhiều thời gian của Theo. Chính vì cái thời gian mà Theo mất là Theo cảm thấy như là Theo chưa phải là một người phù hợp để Theo lập gia đình với một cô gái nào đó, để Theo, tại vì Theo muốn là một người chồng và là một người cha có mặt trong đời của gia đình nhỏ của mình, và điều đó là Theo không đáp ứng được trong lúc này. Nhưng mà sẽ có trong tương lai, là Theo sẽ đầu tư và Theo sẽ có thời gian và Theo sẽ sắp xếp để Theo có được điều đó trong cuộc sống. Dạ, một câu hỏi thôi.